Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo Dân Trí đưa tin, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Mười, trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, bệnh viện vừa tiếp nhận 9 bệnh nhân trong vụ nổ khí ga tại nhà máy đóng tàu Trung Quốc Quảng Ngãi. Khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện lập tức báo động đỏ, chuẩn bị các ekip hồi sức nội, hồi sức ngoại, hồi sức bỏng, phẫu thuật ngoại để can thiệp kịp thời. Các bác sĩ đã phân loại 3 trường hợp bệnh nặng, diện tích bỏng từ 70 đến 80% cơ thể, cấp độ 3, 4 nên phải chuyển về khu vực hồi sức tích cực, vừa hồi sức bỏng, vừa hồi sức hô hấp để xử lý ngay. Trong đó có một trường hợp vừa bỏng vừa gây chèn ép khoang, phù nề nên phải huy động ekip trực ngoại phối hợp với ekip bỏng vừa hồi sức, vừa xử lý triệu chứng chèn ép khoang. 6 bệnh nhân còn lại với mức độ bỏng nhẹ hơn, diện tích bỏng từ 5 đến 70% được chuyển lên khoa ngoại bỏng điều trị. Theo bác sĩ Mười, các ca bệnh nặng có thể do không gian tiếp xúc với nguồn hơi nóng mạnh hơn. Hiện tại các chấn thương chưa ảnh hưởng sâu tới đường hô hấp, tuy nhiên bệnh viện vẫn phải theo dõi như một trường hợp bỏng đường hô hấp. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 11 đã xảy ra một vụ nổ khí ga tại công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc làm 9 người bị bỏng. Ban đầu một số nạn nhân được đưa tới bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chữa trị, nhưng sau đó toàn bộ được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng. Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty tàu thủy Trung Quốc DQS, trụ sở tại khu kinh tế Trung Quốc Quảng Ngãi xác nhận vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương tại công ty. Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Minh, vụ nổ bình khí ga đã xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của công ty khiến 9 người bị bỏng. Vụ nổ xảy ra lúc 14 giờ ngày 3 tháng 11. Ban quản lý khu kinh tế Trung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Theo thông tin từ báo Công Thương, có rất nhiều sự cố đáng tiếc từ rò rỉ ga, nổ bình ga trên cả nước trong thời gian gần đây, để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản, khiến chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại về nguyên tắc an toàn khi sử dụng ga. Liên quan đến vụ nổ trên đường Yên Phụ, Hà Nội, vào sáng ngày 15 tháng 8, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Ba Đình cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân do nổ khí ga trong môi trường kính khi nhân viên của đơn vị cung cấp ga sửa chữa thay bình. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8, tại số nhà 42 đường Yên Phụ xảy ra vụ nổ khí ga, nhiều đồ vật bị sức ép đã văng ra xa phía ngoài của ngôi nhà. Tại hiện trường có 4 người bị thương, trong đó một người là nhân viên của quán ăn đang thay ga, một người đang giao hàng và hai người khác. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, các bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng kèm theo bỏng hô hấp. Hiện 3 trong số 4 bệnh nhân do bỏng nặng đã chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia điều trị. Trước đó, vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại quán bán đồ ăn tại khu vực nhà liền kề thuộc khu đô thị IEC, xã Tứ Hiệp, xảy ra vụ nổ khí ga cũng đã khiến nhiều cửa kính vỡ vụn, ít nhất 2 xe máy và ô tô bị hư hỏng. Kiosk ở chung cư cạnh ngôi nhà xảy ra vụ nổ cũng bị vỡ kính. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người vì xảy ra lúc 5 giờ sáng, khi chưa có người đi lại cũng như ở tại quán bán đồ ăn này. Qua xác minh, công an nhận định do quán ăn sử dụng bình ga nấu nướng đã gây ra sự cố. Những vụ rò rỉ, nổ bình ga không chỉ xảy ra ở các quán ăn, nơi có những bình ga công nghiệp lớn mà còn xảy ra ở nhà dân với bình ga loại 12kg. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, người dân trong hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trệt của căn nhà trong hẻm. Đến nơi, người dân thấy ông La Ngọc Dầu, 43 tuổi, ngụ quận 4, bị bỏng nặng toàn thân. Trong nhà mùi khí ga bốc ra nồng nặc. Nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ việc bình ga nấu ăn của gia đình bị rò rỉ. Sau đó ông Dầu có hút thuốc và dẫn đến vụ việc. Một thông tin quan trọng cho thấy trước đó nhà này vừa thay bình ga. Khi bị rò rỉ khí ga, cần bình tĩnh và tuân thủ đúng những lời khuyên sau. Khi phát hiện có mùi ga thì cần lập tức tắt các nguồn lửa, khóa van bình ga, đóng điều áp, không bật bất cứ thiết bị điện nào, kể cả điện thoại di động. Sau đó, nên mở hết các cửa sổ, cửa chính và dùng quạt nan để đẩy khí ga ra bên ngoài, tránh gây ngạt và ngộ độc ga. Tuyệt đối không được đóng ngắt công tắc điện hay quạt điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy nổ. Khi phát hiện ngọn lửa cháy trên bình ga thì không được chạy, vì nếu chạy sẽ khiến ngọn lửa bình ga tạo nhiệt và cháy lan đến những vật xung quanh, gây ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Cần tuyệt đối bình tĩnh, sử dụng bình cứu hỏa phun trực tiếp vào ngọn lửa hoặc dùng khăn ướt phủ lên ngọn lửa, sau đó tiếp tục dội nước để làm nguội van bình ga. Lúc này van ga rất nóng và khó có thể khóa lại được,
nên cần tìm cách di chuyển bình ga ra nơi thoáng gió, tiếp tục dồi nước cho đến khi van nguội và khóa lại được. Cuối cùng, liên hệ nhà cung cấp ga để được xử lý nốt phần còn lại. Nếu có bất kỳ nghi ngờ gì về rò rỉ ga, nên quét nước xà phòng để tìm chỗ rò rỉ ga, không được dùng bật lửa để dò tìm, sẽ phát sinh nguồn nhiệt và gây nổ. Cũng có thể sử dụng xà phòng bánh để bịt chỗ rò rỉ khí ga, rồi dùng băng keo hay dây cao su để hạn chế rò rỉ đến mức thấp nhất. Trong trường hợp bình ga rò rỉ không khắc phục được, nên đưa nó đến nơi thoáng gió, xa cống rãnh, xa nguồn lửa và báo ngay cho các đại lý cung cấp ga để có lực lượng chuyên nghiệp xử lý. Thời gian gần đây, các vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra, báo động về tình trạng phòng cháy chữa cháy trên cả nước. Nguyên nhân của các vụ cháy thường xuất phát từ những việc tưởng chừng như vô hại. Ngày 16 tháng 9, trao đổi với báo Dân Trí, lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 cùng ngày tại số nhà 28, phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Thay vì lãnh đạo, vào thời gian trên, nhà tôm của căn nhà 6 tầng bất ngờ bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, đây là một căn nhà đang sửa chữa và đi vào hoàn thiện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, thời điểm xảy ra cháy, các công nhân đang tiến hành lợp mái tôn xốp trên khu vực tầng tum của ngôi nhà. Nguyên nhân cháy bước đầu được xác định là do công nhân sửa nhà có sử dụng các loại máy cưa, tia lửa bắn vào xốp, bắt lửa gây cháy. Cũng trong sáng 16 tháng 9, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, khoảng 21 giờ 18 ngày 15 tháng 9, tại trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai ở số 84 đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai xảy ra cháy. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Quốc Oai đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 9m2, đồ vật cháy chủ yếu là vật tư, hàng hóa. VTV News đưa tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Trước đó, đêm 12, dạng sáng 13 tháng 9 năm 2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi có khoảng 150 người cư trú. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội xác định, tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ tòa nhà chung cư mini nêu trên. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Theo đó, Thành ủy Hà Nội cho biết, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 đồng chí đại diện thường trực Ủy ban kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm phó trưởng đoàn thường trực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.